xin hân hạnh chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Chương trình Gia Đình Tài Tử sẽ tạo điều kiện cho tất cả mọi người, tất cả gia đình, cả thành viên gia đình, từ ông bà con cháu nội ngoại tập trung vào hát. Và tiết mục đó sẽ là món quà dân tặng cho tất cả những gia đình trên khắp mọi nơi đời đất nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình Gia Đình Tài Tử. Để bước vào cuộc thi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu thành phần rất quan trọng, đó là thành phần ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với gia đình đầu tiên. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chuyến xe với những phần quà may mắn tiếp tục lăn bánh tới làng Thành Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Xin chào mừng quý vị khán thính giả xem truyền hình. Hôm nay Công Lý rất vui được gặp lại quý vị, nhưng với một cương vị hoàn toàn khác, đó là sứ giả của chương trình Gia Đình Tài Tử. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một gia đình, chị Nguyễn Thị Như Hoa. Mời quý vị theo chúng tôi đến nhà chị Như Hoa nhé. Chị Hoa ơi. À vâng, chào chị. Chào anh. Vâng, chào chị. Chào và cô ạ. Công Lý à? Vâng. Đây là gia đình của chị Nguyễn Thị Như Hoa, 34 tuổi. Đại gia đình tài tử này còn có ông Nguyễn Viết Trường, 60 tuổi, là bố của chị Hoa. Chị Hoa còn có người chị là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 37 tuổi, cùng ba người em là chị Nguyễn Thị Huế, 33 tuổi, anh Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi và anh Nguyễn Viết Bách, 24 tuổi. Người em rể tên là Vũ Mạnh Tường, 34 tuổi. Con gái của chị Hoa là cháu Đinh Nguyễn Khánh Linh, 13 tuổi, cùng hai cháu gái Nguyễn Diệu Linh, 14 tuổi, Phan Phương Linh, 13 tuổi cũng tham gia chương trình. Sở trường của gia đình mình là về dòng nhạc gì? Gia đình nhà em thì chị yêu những dòng nhạc là dân ca. Vừa rồi chị Hoa có nói là sở trường với âm nhạc của gia đình mình là giao nhạc dân ca. Vâng, thế dân ca thì có rất nhiều làn điệu. Tôi gợi ý một chút, tức là cái bài hát của gia đình là một điệu lý, nhưng gia đình có thể đoán được là bài đấy là bài lý gì không ạ? Như thế nó hơi khó đúng không ạ? Họ sẽ phải vượt qua thử thách nào đây? Tôi gợi ý một chút, liên quan đến biển. Lý kéo dài. Không còn gì để nói nữa. Gia đình đã biết được cái thử thách của gia đình mình rồi. Đúng sở trường của gia đình thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Cũng giống như những gia đình khác, gia đình chị Hoa cũng nhận được một chiếc máy quay video camera để ghi lại toàn bộ tiến trình luyện tập trong vòng 7 ngày và gửi lại cho chương trình. Giải thưởng sản phẩm trị giá 100 triệu thật quá hấp dẫn. Vậy điều gì bất ngờ sẽ dành cho gia đình chị Hoa? Wow! Đứa cháu gái trèo cả lên chiếc xe chứa đầy sản phẩm. Lại suy nghĩ, gãi đầu rồi, khó quá, chẳng biết chọn gì đây. Đúng rồi đúng không ạ? Vâng. Em đây. Vâng, đúng của anh đấy. Vâng, đúng của anh Trường đấy. Vâng. Xin tạm biệt gia đình và chúc gia đình mình chiến thắng. Chia tay sứ giả, trước mắt gia đình là quãng thời gian một tuần để luyện tập và cũng là cơ hội để gia đình trải nghiệm và gắn bó với nhau trong bầu không khí văn nghệ tràn đầy hứng khởi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gặp gia đình chị Như Hoa ngay trên sân khấu này. Xin mời. Xin chào cả gia đình đến từ Sơn Tây. Nếu như bạn muốn giới thiệu một cái gì đó đặc sắc của Sơn Tây thì bạn sẽ giới thiệu như thế nào? Em sẽ xin phép được hát một câu của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng đã viết về thị xã Sơn Tây. Em đến Sơn Tây bao giờ chưa? Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa. Nghìn năm bóng dáng một sứ đoài. Tuổi âu thơ tôi bao buồn vui. À, có nghĩa là đến Sơn Tây là bị mưa đó hả? Dạ, có thể đang nắng mà có thể mưa ngay lập tức được. Đang nắng là mưa như như vậy. Đó là đặc sản của Sơn Tây. Dạ vâng, đặc sản của Sơn Tây đấy. Hôm nay tất cả mọi người đến dự thi hôm nay là chắc chắn mọi người cũng đầu tiên là chúng ta vui với nhau, chia sẻ với nhau những bộn bề trong cuộc sống và làm quen với những gia đình khác. Và điều quan trọng là sản phẩm của Panasonic. Bây giờ thì tất cả gia đình chúng ta hãy chọn cho mình những sản phẩm nào mình yêu thích, coi đúng như là ngày mình gặp ở nhà không ạ? Rồi, con gái, con nhỏ, con thích cái gì? Dạ, thưa chú Quỳnh Linh, con thích cái máy ảnh ạ. Máy ảnh, rồi, máy ảnh rất chuyên nghiệp. Rồi, và cái bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ hai.
Gia đình thứ hai đến từ đâu? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Hôm nay, chuyến xe đầy ắp những món quà của gia đình tài tử đến với một gia đình tại xã Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và vị sứ giả của chuyến xe hạnh phúc hôm nay là... Trưởng thôn Văn Hiệp, sứ giả của chương trình Gia đình tài tử, đang đứng tại xã Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ở xã ta có một gia đình hát nhạc dân tộc rất giỏi. Gia đình này hát nhạc dân tộc là nhạc gì? Xin mời quý vị theo tôi. Bà Trắng ư? Xin chào bà. Bà gì? Bà. Xin chào. Chào bác. Vào xem. Gia đình mà trưởng thôn Văn Hiệp đến trao thử thách hôm nay là gia đình của cô Nguyễn Thị Trắng, 61 tuổi, em trai Nguyễn Vũ Hồng Liêm, 55 tuổi, em gái Nguyễn Thị Thuận, 51 tuổi, em chồng và cô em dâu là Phạm Văn Xuyên, 59 tuổi, cùng Trần Thị Liên, 55 tuổi. Người con gái út của cô Trắng tên là Nguyễn Thành Duyên, 26 tuổi, cùng hai người cháu gái là chị Nguyễn Thị Phương, 38 tuổi, Nguyễn Thị Quyên, 20 tuổi, cùng tham gia chương trình. Ngoài cái hát chèo ra, mình còn hát được những cái gì được không? Những bài chào mừng hay là nhạc đỏ. Nhạc đỏ? Thế còn xoan kìa. Đó là chúng em hát chèo. Thế bây giờ là bà thử các cái xem nào. Cứ thế là nồng nhàn là biểu diễn luôn. Thử thách đối với gia đình là gì? Với sở trường là hát chèo của gia đình chắc chắn sẽ không quá khó khăn để thể hiện phần ca hát này. Nhưng liệu họ có đảm nhận được sự mới lạ cho tiết mục không? Bằng giá nào cũng vượt qua bằng được nhá. Quyết tâm thật cao. Ok, vỗ tay một nữa. Quyết tâm. Không chỉ tập hát, gia đình sẽ nhận được từ ban tổ chức một chiếc máy quay video camera Panasonic sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình trong vòng 7 ngày tập luyện và gửi lại cho chương trình. Chia tay với sứ giả, và bây giờ trước mắt gia đình là 7 ngày cùng nhau luyện tập và những trải nghiệm đặc biệt sắp xảy ra. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình đến từ Vĩnh Phúc. Xin chào cả nhà. Mấy đêm rồi gia đình mình có ngủ được không ạ? Cũng là lo lắng nhiều. Dạ, lo lắng nhiều. Cũng hay mất ngủ ạ. Mình lo lắng về điều gì là quan trọng nhất? Lo lắng là tập tành làm sao đi lên đến tận đây thì là cũng phải cho nó mọi người khán giả cũng phải xem, cũng là phải là coi được một tí. Cho nó tương tất chút xíu. Dạ, vâng. Và ai là người đứng ra để dàn dựng cái chương trình ngày hôm nay? Báo cáo với anh Quyền Linh là nói chung là gia đình thì cũng mỗi người một ý tự tạo ra. Chứ còn cũng chẳng mượn được ai. Chẳng mượn được ai. Vâng ạ. Gia đình chúng ta đang làm nghề gì ạ? Là quê có làng rèn dao truyền thống. Dạ. Trong đây có ai làm nghề rèn dao không? Có ạ. Xin nhắc bà giám khảo ở làng nghề rèn dao đó nhé. Chào con. Chào bác. Rồi. Chào bác. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay kiểu 7 tuổi. 7 tuổi. Rồi bây giờ thì hai bạn chúng ta sẽ bước về đây để nói những lời yêu thương với nhau nào. Xin mời Diệu Linh và mời Nhung. Hai người bắt tay cái đi. Chị Diệu Linh 10 tuổi. Con muốn nói gì với chị Diệu Linh không? Hả? Nói gì trước khi thi? Bây giờ nè. Chú Diệu Linh hỏi là bây giờ nó sẽ có một cái tủ lạnh, một cái tivi, một cái máy chụp hình, một cái máy xay sinh tố, một cái máy giặt. Con sẽ nhường cho chị Linh cái gì? Máy giặt. Rồi, con sẽ chúc em điều gì? Con chúc em sẽ tự tin và... Tự tin và gì nữa? Tự tin để chiến thắng. Để chiến thắng rồi. Con sẽ chúc chị điều gì? Cháu chúc em, chị mạnh khỏe. Chúc chị mạnh khỏe. Nghĩa là chúc chị càng ngày càng to ra đúng không? Rồi, cảm ơn hai con rất nhiều. Rồi, xin mời hai con về vị trí. Và giờ đây thì có lẽ rằng hai gia đình sẽ đại diện để rút thăm. Xem ai sẽ thi trước và ai sẽ thi sau. Ở đây sẽ có hai quả trứng. Số 1 là thi trước, số 2 thi sau. Bạn hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 ạ. 25, bạn nhiêu? Dạ em 29 tuổi. 29, có gia đình chưa? Em vừa lấy vợ được 2 tuần. Bên kia có bạn nào chưa có gia đình không? Có kìa. Thôi mời bạn nói ra đi. Trước khi thi thì
bạn muốn nói lời gì với anh chàng đẹp trai bên đây không? Sơn Tây Vĩnh Phúc rất là gần ạ. Thì cũng không mấy khi là có thể hai gia đình được gặp gỡ và giao lưu văn hóa văn nghệ như thế này. Thì em xin chúc sức khỏe là thứ nhất ạ. Thứ hai là có thể sau cái buổi giao lưu này thì hai gia đình có thể là giao lưu hoặc là trao đổi, nói chuyện với nhau để thân thiết hơn, để giữa hai tỉnh nó không còn cách xa một con sông nữa. Bạn sẽ qua con sông đó bằng gì? Em sẽ qua con sông đó là bằng tình cảm giữa hai gia đình. Biết đâu được hai quả trứng này sẽ là hai trái tim. À, một ngày nào đó không xa, tôi nghĩ rằng như vậy, hai bạn sẽ bắt tay với nhau và tặng trứng cho nhau. Không quá. Rồi, ai sẽ mở trước? Tôi xin phép các quý vị đại biểu cùng ban giám khảo và anh Quỳnh Linh. Em là nam giới nên là cái gì thì cái gì cũng nên nhường các chị em phụ nữ. Số 2. Rồi, một lần nữa ta hãy cho hai gia đình một tràng pháo tay thật lớn đi. Chúc cho họ may mắn hơn lần thi này. Rồi, xin mời tất cả mọi người chúng ta trở về vị trí để chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm nay. Gia đình đến từ Sơn Tây thi trước, chúng ta sẽ hướng về màn hình xem họ luyện tập như thế nào trong vòng 7 ngày. Thử thách của gia đình chị Hoa là bài Lý Kéo Chài. Được giao đúng bài Lý Kéo Chài, một bài hát dân ca khá quen thuộc, nên xem ra đối với cả gia đình, việc thuộc lời bài hát có vẻ không mấy khó khăn. Em đọc xong là quay về cái chỗ này. Hai người đây này. Nhưng đến khâu thể hiện phần biến tấu thì quá là cam go. Mình hát dân ca quen rồi, đâm ra là bây giờ chuyển sang phong cách rock thấy nó cứ ngượng ngượng nào mà hát mãi chả được. Đỡ nắng rồi, nhanh nhanh làm nhanh tranh thủ. Họ sẽ chọn trang phục biểu diễn như thế này sao? À, ngụy trang ánh nắng. Chiếc micro này quả thật rất tài tử. Phần nào cũng khó khăn. Bởi vì đang dân ca mà chuyển sang hát rock thì là một cái khó khăn rất là lớn. Và cái thứ hai nữa là các chị thì cứ quen là ví dụ như là nhớ mỗi lúc đi xa giữa ơi ta nhớ lắm nhé. Khó qua tập suốt từ chiều đến giờ. Phần tập vũ đạo là sao ạ? Vũ đạo thì cậu thấy cái thân hình mình này tập đã vấn đề rất là khó khăn rồi. Cả gia đình ra sức luyện hát, ngay cả khi ngủ, bố chị Hòa vẫn lo lắng vì lời bài hát. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Bắt đầu tập thì cũng chân nó cũng hơi mỏi, tức cái vòng chân. Vì nhảy nhiều rồi thì là múa nhiều nó cũng đau. Một giờ một rưỡi chiều, thế xong rồi là ăn tranh thủ bắt cơm cái lại đi làm trong đơn vị luôn. Mình thì bây giờ thì đấy, bạn nghe đấy, thì bạn hết cái tiếng. Bởi vì là giữa cái nhạc to ấy, trong khi luyện tập vẫn phải nhắc nhở mọi người về các cái tuyến, nên là cứ phải gào lên. Liệu gia đình họ có vượt qua được thử thách? Cho khoai gấp trèo lên tàn nướng ngô khoai hồ đều cho tiêu hết bay chạy quan hơi quan hò bó khe mà nghiêng người ơi là hò không ai trông trèo không ai trông trèo ơi hò là hò. Hơi quan hệ
anh ta hát ta say, nhấu cho mà tiêu hết mây trời đẩy đưa mà đưa đẩy ơi ơi là hò. Bóng la trong trèo, bóng la trong trèo, ơi hò, ơi hò là hò. Gió lên rồi cắn buồm cho quay, ngác trèo lớn ta nướng ngô khoai. Hò ơi, nhấu cho tiêu hết mây trời, khoan hơi khoan hò cùng mà cùng dưỡng ơi là hò. Bóng ai trong trèo, bóng ai trong trèo, ơi hò, ơi hò là hò. Bờ anh trăng say mềm say thương, tối ngày lo vui với mà men hò. Đến từ Sơn Tây, phải nói là một đội hình rất đẹp. Có điều đặc biệt của đội hình này, tuy là đội hình đẹp nhưng mà trang phục cũng rất là ấn tượng, quần jean áo bà ba. À, lần đầu tiên tôi thấy lạ như vậy. Ai thiết kế trang phục đi dự thi bài này vậy? Ca khúc Lý Kéo Chài này thì tất cả gia đình cùng bàn luận và quyết định đưa ra là chúng tôi sẽ cố gắng để pha cái chất rock vào đây. Rock vào đấy. Để cho nó sôi nổi hơn một chút nữa. Yeah. Đấy. Và nếu như mà với cái chất rock tôi sử dụng nguyên cái trang phục của Kéo Chài á thì có lẽ nó hơi bị mềm quá. Và hôm nay gia đình thể hiện thì phải nói là cái chất rock cũng rất là tốt. Một lần nữa thì xin chúc mừng gia đình. Bây giờ ta sẽ nghe lời nhận xét của ban giám khảo. Tôi nghĩ rằng đây là một tiết mục hấp dẫn. Yeah. Và giọng hát nó có cái dáng dấp của cái hát cái rock. À, rất là hoan nghênh cái tiết mục vừa qua. Thú vị. Vì tôi làm bên sân khấu ấy thì có hơi một chút khiếm khuyết một chút thôi, tức là nên này cái kéo lưới đằng sau ấy, cái lưới hiện nay nó bị chết. Giá mà các bạn mà sử dụng một chút, tức là cũng có một cái gì đấy liên quan đến nó khi mà biểu diễn ấy thì nó sẽ tốt hơn. Thật sự là rất là ấn tượng với giọng hát của chị, nó hơi mang âm hưởng của tuồng. Xin cảm ơn gia đình và bây giờ chúng ta sẽ trở vào bên trong để chờ đợi sự biểu diễn của gia đình thứ hai. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hướng về màn hình xem sự luyện tập của gia đình thứ hai đến từ Vĩnh Phúc. Vừa nhận được thử thách là lập tức cả đại gia đình bắt tay vào luyện tập. Thấy cũng là rất vất vả, chính vì một cái yêu văn nghệ mà sẽ vượt qua được. Đang hát trèo bây giờ chuyển sang cái quan họ này nó hơi khó một chút. Cũng tập thế này nhưng mà nói chung là đang nghề nọ xong sang nghề kia nó rất là khó. Gia đình chỉ quen làm nghề then, bây giờ lại múa và hát thì đúng là chẳng dễ chút nào. Nhưng liệu những động tác múa như thế này có quá khó cho các bác lớn tuổi không? Mình cảm thấy là dễ nhưng thực chất là rất khó lắm. Đã hết 4 ngày luyện tập, tình hình chung vẫn không hề khả quan. Giờ thì đến lượt cô Trắng lo lắng. Dịp này là cái dịp là chúng tôi cảm thấy là vui vui nhất. Cái ốm thì chưa ai ốm thật, nhưng mà có người lo mất ăn vẫn đủ. Anh em chị em nhất là nhiệt tình. Mà mỗi hôm nay thì mới thấy hơi đều đều. Nhưng tất nhiên gia đình không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhớ được cái mồm thì hỏng cái tay.
nhớ được cái chân thì quên mất coi như thế là cái mic. Vừa hát lại vừa múa lại vừa nghe nhạc về là nó hơi là khó một chút là mình như thế. Nếu nói đến tự tin thì lúc nào coi các bác tự tin tới 99.2%. Không biết gia đình của họ sẽ hóa thân trên sân khấu như thế nào. Sắn dễ thương ơi, anh muốn chung đường được không? Anh đây trai phủ Vĩnh Tường, hào hoa phong nhã lại thường hát hay. Hay hát hay hát hay. Thôi chàng công tử bảnh bao, gặp anh em cũng lao sao tấm lòng. Nhưng em gái đã có chồng, chỉ chuyên son sắc đừng hòng cò cưa. Vậy thì mình sẽ kết thân, bạn bè đêm hội quây quần được không? Bây giờ lúa đã trổ bông thì anh chỉ dám đứng trông theo nàng. Chúc mừng các chàng trai và các cô gái qua họ. Ở đây thì phải nói có một vài nhân vật biểu diễn hết sức mình, như bạn gái đây bằng biểu diễn mình tưởng đâu là diễn viên chuyên nghiệp không à. Rất là dễ thương, mắt lúng la lúng liếng đi tới đi lui, làm ngây ngất biết bao nhiêu trái tim của những chàng trai đang ngồi dưới đây. Nhưng có một em bé đi qua đi lại giống như đi chợ vậy. Hình như biểu diễn thời trang suốt luôn, con có đi qua xong đi lại, con đi tới đi lui. Con đi đâu? Con đi xem hội. Xem hội hả? Con thấy hội nay vui không? Có. Có hả? Ai vui nhất? Bà Trắng. Bà Trắng. Bà Trắng vui nhất. À, bây giờ thì xin mời ban giám khảo sẽ đưa ra là nhận xét. Mỗi đội nó có một cái bản sắc riêng và có một cái hay riêng. Cái đội của các bạn thì nó lại mang tính chất là về thanh nhạc, về hát nhiều. Tôi xin nhường cho anh Cường và anh Sơn được nhận xét. Bên đội nhất thì nó mạnh mẽ. Đội thứ hai nó có nhất chữ tình, duyên dáng. Tức là hai cái khác nhau. Nhưng mà gọi điểm thì chính hiện nay tôi cũng đang vân vân giống như chị Lan Hương. Tôi thì tôi thấy rất là thích cái đội của gia đình nhà bác. Và có lẽ là cái người mà thích nhất hôm nay chính là bác. Bác Trắng. Bác Trắng, dạ. Có lẽ là người mà hôm nay là người thích nhất như cho bé nói chính là bác rồi. Và bây giờ chúng tôi xin mời gia đình thứ nhất bước ra sân khấu. Xin mời gia đình.
hai gia đình, hai màu sắc khác nhau. Bây giờ thì Quỳnh Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ cử hai thành viên ra để có những đôi lời trước khi ban giám khảo công bố kết quả. Xin chúc bên đội ấy cô trắng và đội bạn Duyên một sức khỏe dồi dào. Cho dù thắng hay thua thì mình vẫn là những người bạn. Đi thi để vui, để mọi người được thứ nhất là gặp anh Quyền Linh, gặp chú Nguyễn Cường, gặp anh Lê Minh Sơn và gặp cô Lan Hương. Nên là chưa bao giờ được người thật việc thật là được gặp anh Linh như thế này. Nên là dù có thắng hay là thua thì cái niềm vinh dự nhất là đã được gặp gỡ những ngôi sao và đã được gặp gia đình, cụ thể là bên nhà chị Hoa, cụ thể là làm quen anh Bách ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo công bố số điểm. Nào, bây giờ thì số điểm đầu tiên là khả năng ca hát dành cho đội đến từ Sơn Tây. 10-10-10. Và bây giờ sẽ là khả năng ca hát của đội đến từ Vĩnh Phúc. Xin mời ban giám khảo. 10-9-10. Không vấn đề gì cả, chỉ có một điểm thôi. Chúng ta sẽ đến với số điểm thứ hai, đó là khả năng sáng tạo của đội đến từ Sơn Tây. Nhạc sĩ Nguyễn Cường số 10, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương số 9, Lê Minh Sơn số 10. Có nghĩa là năm số 10 là 50 điểm và một số 9 của nhạc sĩ Nguyễn Cường là 59. Và bây giờ số điểm về khả năng sáng tạo của đội đến từ Vĩnh Phúc. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn số 10. Đấy, có số 10 rồi. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Lan Hương số 10. Nhạc sĩ Nguyễn Cường số 9. Có nghĩa là như vậy là tổng số điểm của đội đến từ Vĩnh Phúc chỉ thua đội đến từ Sơn Tây một chút xíu thôi. Một lần nữa thì xin chúc mừng cả hai đội đến ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi tặng gia đình đến từ Vĩnh Phúc một con heo đất trị giá 1 triệu đồng. Và xin gửi tặng bằng một kỷ niệm chương của chương trình. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Rồi. Xin chào tạm biệt gia đình và chúc gia đình thành công trong cuộc sống. Xin chào. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Linh xin đại diện cho chương trình Gia đình Tài Tử xin gửi tặng cho gia đình đến từ Sơn Tây một vé vào vòng chung kết. Một lần nữa xin chúc mừng gia đình đến từ Sơn Tây. Hy vọng rằng với những niềm vui này nó sẽ là niềm tin để chúng ta chiến thắng ở vòng chung kết, vòng thi tháng của chương trình Gia đình Tài Tử. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua hai phần thi hết sức thú vị của hai gia đình đến từ Vĩnh Phúc và Sơn Tây tại thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.